Cơn mưa như chút nước kéo dài nhiều giờ đồng hồ không chỉ gây ngập lụt diện rộng ở các nhà dân mà nhiều tuyến đường và công trình ở các tỉnh miền Trung cũng phải chịu hậu quả nặng nề từ đợt mưa kỷ lục. Trong đêm ngày 14 tháng 10, nước lũ đổ về cuồn cuộn, kéo theo đất đá, cây cối bịt kín cửa hầm Hải Vân. Tới 5 giờ sáng ngày 15 tháng 10, giao thông quốc lộ 1A vẫn phải tạm cấm phương tiện do nước ngập. Hầm Hải Vân nước ngập sâu, đất đá sạt lở khiến giao thông khó khăn. Ông Võ Ngọc Trung, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân cho biết, túc trực cùng các lực lượng tại hầm Hải Vân sẵn sàng khơi thông dọn dẹp để phục vụ phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng đã tạm ngừng lưu thông qua hầm Hải Vân từ 20 giờ 45 phút tối 14 tháng 10. Đến khuya, trời vẫn mưa, nước lũ tiếp tục kéo theo đất đá, gỗ đổ từ sườn núi xuống khu vực đầu cửa hầm, quảng trường phía nam và đường dẫn. Ông Trung cho biết, sau khi trời ngớt mưa, nước rút bớt xuống, chúng tôi sẽ tiến hành khơi thông, dọn dẹp, cố gắng trong thời gian nhanh nhất để các phương tiện có thể qua lại. Đến 6 giờ ngày 15 tháng 10, phương tiện có thể lưu thông qua ống hầm số 2 theo từng hướng. Đơn vị quản lý hầm cho biết, khối lượng đất đá trước Cửa Nam Hầm Hải Vân trải dài 200m, dày 1m và rộng 60m. Khối lượng đất đá vùi lấp khoảng 12.000m khối. Sau khi thông hầm số 2, đơn vị tiếp tục hốt dọn khoảng 8.000 mét khối trên tuyến Hải Vân 1, dự kiến lưu thông trở lại vào trưa cùng ngày. Khu quản lý đường bộ 2 khuyến cáo và điều tiết phương tiện không đi vào vùng nước ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trước mắt, các phương tiện được phân luồng hướng đi qua La Sơn Túy Loan trên trục Bắc Nam thay cho quốc lộ 1. Tương tự quốc lộ 49 đi qua Huế cũng có nhiều điểm ngập sâu tạm cấm phương tiện lưu thông từ 18 giờ ngày 14 tháng 10. Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Đúy Loan sạt lở ta Luy Dương tại hai điểm lấp toàn bộ mặt đường khiến giao thông cũng phải tạm dừng từ 19 giờ ngày 14 tháng 10 sau nỗ lực dọn dẹp của lực lượng cứu hộ. Tới 5 giờ sáng ngày 15 tháng 10, đoạn La Sơn Túy Loan đã tạm thông xe trở lại nhưng quốc lộ 1A vẫn chưa thông. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngập nhiều tuyến phố nội thành, Nam Hầm Hải Vân nước đổ trên núi về ngập, nên cấm lưu thông qua hầm từ 21 giờ 30 phút đêm 14 tháng 10.